Đây là số điện thoại mới của cậu. Số điện thoại, máy nhắn tin TV trước đây của cậu thì tốt nhất đừng trả lời lại. Kể từ hôm nay, cậu là một cảnh sát đường đường chính chính. Anh quen với em chốn chỉ là ngoài ý muốn. Anh là cảnh sát hay cướp tôi có thể không quan tâm. Nhưng bây giờ anh đã bắt bố tôi, làm sao tôi đối diện với người nhà của tôi? Làm sao đối diện với anh? Trước đây người của Hoàng Hưng Thịnh có ngăn được đến đâu thì cũng nói lý lẽ, hiểu đạo lý giang hồ. Nhưng tên Trương Cùng này thì khác. Đây là cấp trên trực tiếp của cậu sau này, tổ trưởng của tổ B11, thanh tra cấp cao Trương Thiếu Quân. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Thì ra sếp Trần vẫn chưa kết hôn mà. Còn cậu? Tôi kết hôn rồi, đã được 4 năm. Đang xin vào ký túc của cảnh sát ở. Có con chưa? Vẫn chưa, đâu có dám sinh. Làm bao nhiêu năm nay mà vẫn vậy? Đợi thăng chức lên lương rồi tính. Đúng rồi, sao cậu không về nhà ăn cơm với vợ mà lại cùng tôi đi uống trà? Không có, tôi muốn ở lại xem anh có gì cần giúp hay không. Giúp cái gì? Là tôi lo chuyện Bao Đồng. Sáng tôi thấy anh với sếp hơi căng thẳng với nhau. Tôi thấy không đáng thay anh. Tôi nhất định sẽ ủng hộ anh. Cho nên tôi mới lại xem anh có cần gì giúp không. Cậu nhiệt tình quá. Thì muốn thăng chức mà. Vợ của tôi nói đợi tôi lên làm thanh tra mới chịu sinh con. Nói như vậy con sinh ra đời mới oai. Thật hết nói nổi cô ấy. Muốn thăng chức thì cậu nên đi theo sếp. Đi với tôi thì không được lợi ích gì. Này, tôi là người thực tế đến vậy sao? Anh với sếp có thể hợp tác tốt với nhau. Cấp dưới chúng tôi cũng có lợi. Cùng nhau làm việc hiệu quả cũng sẽ cao hơn. Nói hay lắm. Vậy thì đúng rồi. Tôi cảm thấy anh bây giờ nên lập được thành tích cho sếp thấy. Để anh ấy thấy cách làm của anh có ích. Chỉ cần anh ấy chịu tin tưởng anh thì vấn đề sẽ được giải quyết thôi, đúng không? Nói thì nói vậy. Tôi lẩn tránh bao nhiêu năm nay, có rất nhiều việc đã thay đổi. Có việc gì thì có thể từ từ. Người ta nói trước lạ sau quen mà, đúng không? Cũng đúng. Đúng rồi. Nói đi nói lại, tôi muốn nghe ngóng chút tin tức. Cậu có biết tên lưu manh nào có thể nói chuyện được không? Có. Nhưng mà anh có biết chơi mặt chược không? Tại sao phải chơi mặt chược? Quan tài. Con này chẳng là không thể lấy được. Sơn kê. Một đường thì một đường. Ở đâu ra sơn kê? Cậu muốn làm sơn kê lắm à? Chán này là của tôi rồi. Tôi thích gọi là sơn kê thì là sơn kê. Không được sao? Rồi, sơn kê chống cậu đó. Tôi cũng vậy. Bốn con sơn kê đều ở đây. Mấy người hài lòng chưa? Hấp ăn đi. Lạp xưởng. Tặng cậu tay đó. Tay. Không phải anh cũng tay luôn chứ? Phát tài. Phát tài mà cũng dám đánh. Xác định là anh không phát tài nổi rồi. Hồn nhất sắc, mò kim đáy bể, tự móng. Mỗi người 500. Sao mà may mắn vậy? 8 gián rồi. Anh Valen, chơi đủ chưa vậy? Này, thái tử, cho mượn con hẻm sau nói chuyện một chút. Tùy cậu. Anh chính là thái tử à? Anh ấy chính là thái tử kê của tiệm mặt trượt này. Không biết mà giả biết, tự cho mình thông minh. Đi thôi, làm phiền anh kê rồi. Không cần cách sáo, có rảnh thì ghé chơi. Này, gọi người tới dọn dẹp đi. Cậu chơi tao đó hả Pha Lê? Hẹn cậu ra đây nói chuyện. Cậu bảo tôi chơi 8 chán còn khiến cho tôi thua cậu 500. Đại ca à, nếu không chơi dài chán như vậy thì tất cả mọi người sẽ biết tôi qua lại với cảnh sát. Bộ anh muốn hại chết tôi sao? Anh Pha Lê phải không? Anh là ai? Anh ấy là sếp Trần mới được điều đến OCTP. Chào anh sếp Trần. Chào cậu. Anh có chuyện muốn hỏi à? Cậu có biết Trương Cuồng không? Tên này khó đụng đến lắm. Anh không định chơi tôi đấy chứ? Sếp Trần hỏi cậu, biết thì mau nói đi. Thêm 30%. Không phải chứ, tôi xin cấp tiền cho tình báo khó lắm. Bây giờ cậu còn đòi tăng 30%. Anh à, tôi cung cấp tin cho anh, lẽ nào không nguy hiểm sao? Dùng mạng tôi để đổi lại đó sếp. Đúng vậy, nếu thông tin chính xác thì phải tăng tiền. Tiền nào của đó mà.
Mọi người quen biết nhau cũng lâu, hai anh sẽ không định quỵt tôi đấy chứ? Đừng phí lời nữa. Trương Cuồng có thể lên chức nhanh như thế là bởi vì ở phía sau có người chi viện trốn cho hắn. Người của bà Hưng Thịnh sao? Trông có vẻ không giống lắm. Mấy năm nay Trương Cuồng gây ra nhiều quả như vậy, khiến cho mấy nguyên lão của Hưng Thịnh cũng rất đau đầu. Chắc là không có ai ủng hộ hắn đâu. Vậy người đứng ở phía sau là ai? Để tôi điều tra thêm. Cho tôi chút thời gian. Bao lâu? 10 ngày đi. Tôi sẽ lại tìm cậu. Nhớ nghe điện thoại đó. Lại là các người nữa sao? Này, muốn làm cái gì chứ? Đừng làm bậy nha. Đừng qua đây. Muốn làm gì hả? Đồ ăn hả? Đúng là rác rưởi. Chúng ta đều ra ngoài kiếm ăn, sao cậu lại sống như ăn mày vậy? Trương Cuồng, tôi xấu gì cũng cùng xã đoàn. Nể mặt chút đi. Tôi không nể mặt sao? Tôi nể mặt cậu nên mới theo cậu tới đây. Cậu thấy tôi có nhiều đàn em như vậy, không phải chi tiêu chứ? Suốt cuộc anh muốn gì? Tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu. Chúng ta có chuyện làm ăn gì để bàn chứ? A Tài, cậu hãy thành thực nói cho tôi biết, cậu đã đi theo anh Bi bao lâu rồi? 15 năm. Teddy, mày nói cho cậu ta biết mày đã theo tao bao lâu rồi? Đã được nửa năm rồi anh Trung Cuồng. Nửa năm? Mới có nửa năm thôi, mỗi tháng kiếm mấy chục nghìn. Cậu nhìn lại cậu đi, lãng phí hết 15 năm, hơn nửa đời người trôi qua rồi. Cậu có thành tựu gì chứ? Làm chuyện hết một ngày chỉ có thể mua thứ đồ ăn sát sưởi này cho vợ ăn. Cậu có thấy hổ thẹn không? Nhưng mà cậu gặp may rồi, gặp được Trương Cuồng tôi đây. Đừng nói tôi không chiếu cố cậu. Teddy, đưa danh thiếp cho cậu ta. Khi nào cậu suy nghĩ kỹ sẽ qua giúp tôi thì gọi số điện thoại này. Cậu biết là tôi có rất nhiều việc làm ăn mà, đang thiếu người lắm. Anh muốn tôi bán đứng anh lại đi? Chơi chủ là vậy thì đã sao chứ? Làm đại ca mà không có bản lĩnh, cậu cũng phải nuôi gia đình mà. Chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lẽ nào cậu định sống cả đời cái nơi sách nát này, tiếp tục ăn thứ xác sưởi này sao? A Tài, cậu cũng muốn có tiền, có tiếng tăm, muốn được oai phong mà. Đi theo tôi đi, chỉ cần làm việc giúp tôi là được. Cậu quay về suy nghĩ cho kỹ, dùng cái đầu suy nghĩ. Khi nào cậu muốn đến giúp tôi thì hãy gọi cho tôi. Tôi đợi điện thoại của cậu. Bà chủ. Tiểu chủ. Này, tiểu chủ, này, tỉnh lại đi. Sao cô lại nằm ở đây? Anh Phụng Tiền, ngồi lên đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cô sao vậy? Tôi chưa ăn cơm, sau đó thì đói đến ngất xỉu. Sao lại không ăn cơm, còn để cho bị ngất nữa? Uống chút đồ đi. Uống sữa đi. Uống cái này trước. Không được, bà nội nói tôi không được động vào đồ trong tiệm. Cứ xem như tôi mời cô uống. Uống rồi hãy nói. Thế nào? Thoải mái hơn nhiều rồi.
Cô làm gì thế? Sao lại không nhớ ăn cơm? Không phải tôi không nhớ, là bà nội tôi nói nhất định phải chờ bà quay về mới được đóng cửa tiệm. Nhưng mãi vẫn chưa thấy về, mà bà nội lại không cho tôi động đến đồ trong cửa tiệm. Cho nên tôi... Vậy cô còn nhớ nhà cô ở đâu không? Nhớ chứ, đi bộ vài con đường là tới. Trễ lắm rồi, tôi đưa cô về nhà, sẵn tiền ăn cái gì đó. Sao thế? Bà chủ nói không cho cô đi ăn với tôi sao? Tôi là hàng xóm ở đây. Không phải đâu anh Phụng Tường, anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Là tôi không có tiền. Một bữa ăn có bao nhiêu tiền đâu, tôi mời cô. Đi thôi. Chờ chút. Lại sao nữa đây? Phải đóng cửa tiệm. Đúng rồi, để tôi giúp cô. Vâng. Mấy cái này mang vào trong phải không? Ừ. Công tắc đèn ở đây phải không? Ừ. Rồi, đi thôi. Món này ngon quá. Anh nhìn gì vậy? Không có. Thấy cô ăn khỏe như vậy, tôi có hơi kích động muốn đứng lên cổ vũ cho cô. Chắc chắn là anh đang cười nhạo tôi. Một cô gái mà lại ăn nhiều như vậy, sao tôi lại cười cô được? Có câu có thể ăn là phúc, có thể mặc là lộc, là chuyện tốt. Đúng vậy. Phải rồi. Quê cô ở đâu? Hồ Bắc. Cô chỉ luôn sống ở Hồ Bắc à? Phải, trước giờ tôi sống với mẹ. Vậy bố cô đâu? Bố tôi... Tôi cũng không biết. Tại sao? Tôi... Thật ngại quá. Cô có thể không trả lời, tôi hỏi vậy thôi. Không sao, cũng không phải là bí mật gì. Bố tôi là người Hồng Kông. Lúc đến Hồ Bắc, ông ấy quen được mẹ tôi. Sau đó xin tôi ra, cửa tiệm đó là của bà nội tôi. Bố cô ở đâu? Bố tôi chết rồi. Một năm trước mắc bệnh nặng nên đã qua đời. Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện. Anh đừng nghĩ tôi nói cho anh nghe là để anh thương hại tôi. Tôi có chí lắm. Lúc đi học tôi toàn chạch hạng nhất, thành tích rất là tốt. Chỉ có điều sau khi đến Hồng Kông thì hình như cái gì cũng không biết, tức chết đi được. Không sao, cô thông minh như vậy sẽ sớm học được thôi. Đúng vậy, cho nên tôi định học tiếng Quảng Đông trước. Tốt đó, học tiếng Quảng là rất tốt. Tiểu Vũ, cháu đâu rồi? Tiểu Vũ, bà nội đang tìm tôi đi nhé. Anh Tường, bữa cơm này xin với tôi nội anh nhé. Ừ, tạm biệt. Cảm ơn anh, tạm biệt. Ông chủ, tính tiền. Đại ca. A Tài, về rồi à? Phải. Sao thế? Đúng rồi, hôm qua mấy quay phim bị Trương Cường làm hỏng rồi. Nếu hôm nay cảnh sát đến truy quét nữa thì không còn cách nào gạt bọn họ. Đơn giản mà. Đến thăm thủy bộ mua một chiếc máy cũ về dùng đi. Nhưng mà hôm qua cảnh sát vừa đến, có lẽ hôm nay không ai dám đến chơi nữa rồi. Vậy thì nghỉ ngơi vài ngày đi. Hả? Ờ. A Tài, gần đây cậu sao vậy? Mặt mày cứ buồn sầu ủ rũ. Có phải có chuyện muốn nói với tôi không? Đại ca, có những chuyện em không biết có nên nói hay không. Cậu đã theo tôi mười mấy năm rồi, có gì mà không thể nói chứ? Có phải ở nhà có chuyện không? Giờ cậu lại mắng cậu à? Em nghĩ anh không nên sợ Trương Cuồng. Cậu nghĩ là tôi sợ hắn sao? Phải. Nếu là trước đây thì làm sao mà giống như ngày hôm qua. Đại ca, thật lòng mà nói, em thực sự cảm thấy anh có chút sợ tên đó. A Tài, cậu có biết con trai tôi mấy tuổi không? Khoảng 10 tuổi. 11 tuổi. Cậu có biết tôi chạy nó như thế nào không?
Tôi bảo nó chăm chỉ học hành, sau này đừng làm lưu manh giống như bố nó. Trước đây kinh tế không tốt, người nghèo nhiều, chúng tôi vốn dĩ không có lựa chọn. Mười mấy năm gần đây, tôi đã nhìn thấy quá nhiều sóng gió. Trước khi hàng bân và quả thị có lợi hại không? Một con sóng lớn ập đến, chẳng phải cũng đều bị ngã quật hết sao? Thế giới này thay đổi rồi. Bây giờ tôi có gia đình, cuộc sống yên ổn, có ăn có mặc, như vậy là hài lòng rồi. Nếu cậu ở bên ngoài có được cơ hội phát triển tốt hơn, đại ca tôi cũng không ngăn cản cậu. Em biết rồi đại ca. Tôi biết tâm trạng cậu không tốt. Đi ăn bữa cơm ngon với vợ đi. Nghỉ ngơi vài ngày, được không? Chân, tôi cũng phải về nhà với vợ con đây. Vậy nha. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chính 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 trung tâm báo án, xin họ có thể giúp được gì cho anh? Chiều nay sẽ có người giao dịch ma túy ở chợ trái cây Trương Ma Địa. Alo, alo, về rồi à? Này, có mua trà chanh giúp tôi không? Cấp quá nên không mua kịp. Vậy à? Đông đủ cả rồi phải không? Sếp, hôm nay cục cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nạp danh, nói hôm nay ở gần chợ trái cây Trương Ma Địa sẽ có giao dịch ma túy. Chuẩn chưa xác nhận được độ đáng tin của tin tức. Tôi đã nói chuyện với hải quan rồi. Tổ B11 của chúng ta sẽ có đó giải quyết trước. Chợ trái cây Chu Ma Địa chính là địa bàn của đại bi rồi. Sếp Trần thân cho ông ta như vậy, hay là hỏi thử xem. Hỏi gì chứ? Lẽ nào đại bi lại đi nói với sếp Trần là hôm nay tôi có giao dịch ma túy à? Xin lỗi sếp. Hy Chấn, cô đi chuẩn bị đi. Một tiếng nữa xuất phát đứng chờ. Dân thưa sếp. Anh Trần, vào trong nói vài câu đi. Dân thưa sếp. Xin lỗi. Tại cậu hết đó. Có biết suy nghĩ gì hả? Đại bằng, cậu bớt nói một câu có được không? Thì đó là lỗi của tôi, xin lỗi. Làm việc đi. Sếp. Sao thế? Nhớ chuyện trước kia à? Sếp cũ của tôi cũng ngồi ở đây. Trung Quốc Trim phải không? Anh quen ông ấy à? Nói về vụ án của chúng ta trước đi. Anh có suy nghĩ gì? Con người của đại bi, tôi biết anh ta lâu lắm rồi. Trước nay anh ta không đọc đến ma túy. Tôi nghi ngờ là cho người khác làm. Dựa vào đâu mà anh khẳng định như vậy? Sếp, làm xã hội đen thì cũng là người. Mỗi người đều có tính cách riêng. Đại bi trước nay không có tham vọng gì. Anh ta tuyệt đối không có hứng thú với những việc đầu tư có rủi ro cao. Nếu có thì đã làm từ lâu rồi. Anh nói có đúng không? Vậy tôi hỏi anh, nếu lát nữa bắt được người của đại bi, anh sẽ xử lý thế nào? Sếp, không phải anh đang nghi ngờ tôi sẽ thiên vị họ đấy chứ? Bây giờ là tôi hỏi anh, trả lời tôi đi. Sếp, tôi không biết anh nghĩ gì về tôi, nhưng tôi có thể nói cho anh biết. Từ trước đến giờ, tôi là cảnh sát Hồng Kông 100%. Có thể có lúc chị phải chấp hành nhiệm vụ, mà tôi làm một số việc khiến cho anh hiểu lầm. Nhưng thân phận của tôi chưa bao giờ thay đổi. Nhớ những lời anh đã nói, nhất định như vậy. Sếp, không còn chuyện gì thì tôi ra ngoài đây.
Sếp, chỗ tôi mọi thứ bình thường. Lão quỷ, chỗ anh thế nào rồi? Không có gì đặc biệt. Anh Trần, Tiểu An, tình hình sao rồi? Như bình thường, chẳng chưa có bất cứ giao dịch gì. Được. Mọi người không được lơ là. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Phải đề cao cảnh giác. Chân thưa sếp. Đi làm việc mà còn mang theo cơm mà. Hết cách rồi. Chờ tôi nói phải để dành tiền cho con. Tiết kiệm được thì tiết kiệm. Nếu cậu có mang cơm, vậy thì tại sao có khi vẫn đi ăn cơm với chúng tôi vậy? Ra ngoài đi làm mà. Phải tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Đúng không? Lẽ nào giờ ăn cơm một mình trốn vào một góc ăn sao? Như thế sẽ không được chào đón. Nhưng cậu đã mang cơm theo rồi. Còn đi ăn cùng chúng tôi. Lỡ ăn không hết thì sao? Ăn được thì ăn, ăn không hết thì chức vậy. Sếp Trần à, con người anh thoải mái như vậy, làm sao mà hiểu được nỗi khổ của người làm chồng? Cái gì mà nỗi khổ? Cậu về nhà chứ ít cũng có người chờ cậu. Còn tôi không có. Đừng có đùa với tôi nữa sếp Trần. Với điều kiện của anh, người theo đuổi anh phải xếp hàng đến tim xa chủy. Vậy sao? Sếp, chỗ tôi có động tĩnh. Mọi người nghe đây. Chỗ anh Trần có động tĩnh. Mọi người đi chi chuyện. Sỏ, đi. Sỏ. Sếp Trần, chúng ta phải làm gì đây? Xuống xe đi theo. Sếp, họ ở khu B. Nhưng ở đây có rất nhiều người đang nghỉ ngơi. Tất cả mọi người nghe đây. Mục tiêu đang ở khu B. Ở đó có rất nhiều người dân. Cố gắng không sử dụng súng. Rõ chưa? Rõ. Lão quỷ chào vị trí. Tất cả mọi người vào vị trí, sẵn sàng hành động. Nhìn cho rõ đã, đừng nóng vội. Hình như bọn chúng đang chờ người. Sếp, hành động được rồi. Hành động. Cảnh sát, đứng nghi. Sao rồi? Không sao. Cảnh sát. Sếp, bọn chúng chỉ làm hai hướng chạy. Tôi lại canh chữ hiện trường. Đứng nghi. Cảnh sát đây, đứng lại. Còn chạy hả? Có sao không? Không sao, mau đuổi theo. Lại đây. Cẩn thận. Anh Trần, bên này chúng tôi đã giải quyết xong. Trần Phụng Tường, anh đang ở đâu? Không được chạy, đứng yên. Sếp, tôi đang ở trong một con hẻm ở cửa xe. Đưa hai tay lên. Để lên trên đầu. Từ từ xoay người lại. Từ từ. Anh Phượng Hoàng, cho tôi con đường sống đi. Xem như nể mặt anh đại đi, có được không? Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Cầu xin anh, tha cho tôi. Thank you.
Sếp. Anh chính là Ngô Chí Hùng, đại bi phải không? Tôi là thanh tra cấp cao của OCTV, Trương Thiếu Quân. Đây là đồng nghiệp của tôi, Hy Dấn. Không cần giới thiệu, được gặp cả rồi. Bây giờ tôi hỏi anh với Lý Anh Tài là quan hệ gì? Theo pháp luật Hồng Kông, cậu ta là bạn của tôi. Theo giang hồ, cậu ta là đàn em lăn lộn cùng với tôi. Lần cuối cùng anh gặp anh ta là khi nào? Không biết. Khoảng thời gian từ 3 giờ đến 3 giờ 30 chiều hôm nay, anh ta đã đi đâu? Thật sự không biết. Anh ta là đàn em của anh, sao anh không biết được? Sao tôi lại biết được chứ? Cậu ta là đàn em của tôi, chứ đâu phải con chó tôi nuôi. Tôi không thể trông chừng cậu ta suốt 24 tiếng được. Bây giờ tôi nói cho anh biết, Lý Anh Tài bị tình nghi có liên quan đến một vụ giao dịch ma túy. Tốt nhất anh nên hợp tác với phía cảnh sát, nếu không anh sẽ rất phiền phức. Sếp Trương, tôi đã rất hợp tác rồi. Cậu cũng có lệnh bắt giữ mà đã đến nhà bắt tôi. Tôi có thể kiện cậu đó. Cậu rõ ràng biết chuyện này không liên quan đến cậu ta. Cậu ta là bị oan. Tin hay không thì tùy cậu. Muốn tìm tôi gây phiền phức không sao cả. Số lần tôi đến cục cảnh sát còn nhiều hơn so với số lần cậu về nhà. Hy Chân, Chân thưa sếp, câu hỏi anh ta thật kỹ. Từ lúc quen Lý Anh Tài cho đến bây giờ, gặp những ai, làm cái gì, đi những đâu? Trả lời thì không hài lòng thì hỏi lại từ đầu. Chân thưa sếp, chưa từng gặp cảnh sát nào tính tình tệ như vậy. Anh Đại Bi, phiền anh hợp tác một chút. Sếp. Sếp, hỏi được gì rồi? Với giao tình của anh và anh Đại Bi, chắc là phải biết rõ tính tình của anh ta. Anh ta nghĩ khí như thế, sao có thể bắt giữ đàn em của mình được? Anh còn hỏi tôi sao? Tôi với Tiểu An đi tìm A Tài. Không cần. Tiểu An, Đại Bằng, hai cậu đi tìm đi. Chân thưa sếp. Sếp, chuyện gì? Tại sao không để tôi đi? Tôi không đến nói chuyện dòng do. Bây giờ tôi nghi ngờ anh chỉ quan hệ với Đại Bi, mà anh thường đến thanh toán hành động. Dù án này anh không cần tham gia nữa. Sếp, toàn bộ quá trình ngày hôm nay anh đều đã nhìn thấy. Tôi không có thiên vị A Tài, rõ ràng anh đổ oan cho tôi. Tôi đổ oan cho anh. Sáng nay trong phòng anh đã nói như thế nào với tôi? Anh nói sẽ không kỳ tình riêng với Đại Bi mà thiên vị. Nhưng giờ thì sao? Đàn anh của anh ta mang hàng chạy thoát ngay trước mặt anh. Anh muốn tôi tin anh thế nào đây? Sếp, anh Trần không phải người như vậy. Chỗ này không đến lượt cậu lên tiếng. Thanh tra Trần Phụng Tường. Chân thưa sếp, bây giờ lập tức tăng ca. Không có lệnh của tôi thì không cho phép trở lại. Chân thưa sếp. Sếp Trần, cô có phải là bà chủ ở đây không? Anh nói gì thế? Bớt giả vờ nghe không hiểu đi. Tôi hỏi cô ai là bà chủ? Các anh muốn tìm ai? Thu phí bảo vệ. Đừng giả vờ không hiểu. Phí bảo vệ đó là ý gì? Tiểu chủ, chuyện gì thế? Sao thế? Anh Tường, anh đến thật đúng lúc. Hai người bọn họ đột nhiên xông vào, tôi cũng không biết phải làm gì. Hai cậu là... Cô ta là bạn anh à? Phải. Tốt, anh nói với cô ta chúng tôi đang nói đến vấn đề thu phí quản lý. Phí quản lý? Hai cậu là nhân viên quản lý à? Đừng quên một thế chứ, chính là phí bảo vệ đó. Tới thu phí bảo vệ. Phải. Biết tôi là ai không? Ai? Cảnh sát Hồng Kông. Đi, xin lỗi sếp. Xin lỗi. Đúng là hai tên ngốc.
Anh Tường, họ là ai thế? Không cần để ý đến chúng. Sau này có lẽ sẽ không đến làm phiền cô nữa đâu. Thế chẳng phải tôi lại nợ anh thêm một lần nữa sao? Mọi người đều là hàng xóm láng giềng, không cần cách sao? Không được, tôi nhất định phải báo đáp anh. Thế này đi, lát nữa tôi mời anh ăn khuya. Cũng được. Hôm nay cô có tiền không? Giống lần trước, anh trả trước. Tôi có tiền rồi sẽ trả lại anh. Tính toán tỉ mỉ đấy. Đi thôi. Chân. Không cần đóng cửa hàng à? Có, quên mất. Để giúp cô. Được. Lại để anh mời tôi ăn. Thật ngại quá. Đã nói bữa này cô mời mà, tôi sẽ ghi nợ. Tôi nói lời giữ lời. Rồi sau khi tôi tìm được công việc rồi thì nhất định sẽ mời anh một bữa. Bây giờ không phải cô đang làm việc rồi sao? Không phải, tôi tạm thời ở đây thôi. Bởi vì bà nội đang bệnh. Rồi sau khi sức khỏe của bà nội khá lên, tôi sẽ đi tìm công việc. Muốn làm cái gì? Ở Chủ Hán, tôi học chuyên về mỹ thuật. Có lẽ sẽ tìm một công việc có liên quan. Anh Tường, anh có công việc nào có thể giới thiệu cho tôi không? Chuyên về mỹ thuật? Tôi không biết. Đúng rồi, khi nãy nghe nói anh là cảnh sát. Phải. Khi nãy cô giả vờ không hiểu. Tất nhiên tôi phải giả vờ không hiểu rồi. Lúc nãy tôi chỉ có một mình mà. Họ đến là để thu phí bảo kê, có đúng không? Không ngờ đến, cô sẽ biết bảo vệ bản thân. Nói đến bảo vệ bản thân thì tôi còn có rất nhiều cách. Anh làm cảnh sát, bình thường có phải sống oai phong không? Oai phong gì chứ, chỉ là công việc thôi. Lúc anh làm việc có phải sẽ có nguy hiểm không? Chắc chắn là có rồi, chuyện này rất khó nói. Giờ sau này lúc anh làm việc nhất định phải giống như tôi, phải bảo vệ bản thân, có biết chưa? Tôi biết rồi. Anh cũng ăn đi, lúc nào cũng là tôi ăn. Được, tôi ăn. Đậu hũ muối tiêu ở đây rất nổi tiếng đó. Thật, phải, rất là ngon. Ngon không? Đủ không? Thêm đĩa nữa nhé. Thôi, không mà. A Tài, cậu thật là chọc ai không chọc, là chọc Trương Cuồng. Hắn là tên điên đó. Anh đi, em chỉ là nhất thời hồ đồ. Em biết sai rồi. Số cuộc cậu lấy của hắn bao nhiêu? Em không biết. Mấy thứ này em vốn không biết. Chạy hàng đâu? Lúc bị cảnh sát truy đuổi, em sợ quá, dứt rồi. Chạy thì xong. Con người cậu cái gì cũng không biết, lại học theo người khác lấy hàng. Giờ làm sao mà đền? Trương Cuồng nhất định sẽ bắt cậu đền từ 100 đến cả triệu. Chờ em. Suốt ngày than em không kiếm được tiền. Em chỉ là muốn kiếm thêm chút ít. Chỉ đơn giản thế thôi. Ai biết sao học bếp thế này. Đại ca, lần này anh sẽ giúp em phải không? Tôi có giúp cậu không? Cậu theo tôi mười mấy năm rồi. Có lần nào tôi không giúp cậu không? Cho dù chết cũng sẽ giúp cậu. Ngồi xuống đi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Cậu gọi điện cho Trương Cuồng. Nói tôi hẹn hắn có chuyện cần bàn. Chứ không sao đâu, nhất định sẽ không sao. Sao rồi anh đi? Đến nhanh thế. Tôi cứ nghĩ anh đi xe buýt thì phải lâu lắm chứ. Tết đi, hỏi người ta muốn uống gì. Khỏi đi, người ngay nói thẳng. Sao đây anh đi? Tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì? Đừng giả chờ, xảy ra chuyện gì trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà. Hỏng rồi. Sao mà tôi không hiểu gì hết cả vậy? Có phải thuốc tối nay mạnh quá khiến tôi mất trí nhớ rồi không? Tết đi,
Tối nay mày cho tao uống thuốc gì thế? Anh Trương Cuồng giống như bình thường thôi. Vậy thì kỳ lạ. Tôi thực sự nghe không hiểu gì hết đó. Anh Bi, Trương Cuồng, chuyện này cứ tính thế này đi. Cậu Oai Phong nhất, A Tài là đàn em của tôi, cho nó một con đường sống có được không? Làm gì mà nói chuyện nghe nghiêm trọng thế anh Bi? Tôi không cho cậu ta con đường sống khi nào chứ? Rõ ràng là anh bảo tôi lấy số ma túy đó, sau đó còn bảo cậu câm miệng cho tôi. Là thế này, A Tài giúp cậu chuyển hàng, nhưng đã chuyển hàng đi rồi. Bây giờ tôi đến thương lượng với cậu thay cho cậu ấy. Chính là chuyện này à anh Bi? Dọa chết tôi rồi, còn tưởng là anh muốn nói chuyện gì chứ? Daddy, nếu mày giúp người khác chuyển hàng rồi chết đi thì mày phải làm sao? Tất nhiên phải đền rồi anh Trương Cuồng. Chạy đó anh Bi, ngay cả đàn em tôi cũng biết, anh làm đại ca lẽ nào không biết chứ? Sơn đã đoán ra được rồi. Ra giá đi. Ra giá. Daddy, số hàng đó tổng cộng bán được nhiêu tiền? Nếu bán thì có lẽ được 1 triệu. Vậy thì hỏng rồi. Thì ra đắt như vậy. Lần này cậu đúng là quá bất cẩn. Nhưng không sao, thấy mọi người đều chung một xã đoàn, tôi chỉ lấy anh giá gốc, hơn nữa còn giảm giá cho anh. Tính anh 700 ngàn thôi. Đừng nói tôi không đủ nghĩa khí nhé. Không phải chứ anh Bi, nói thế nào cũng làm đại ca mấy chục năm rồi. Sao nào, mấy trăm nghìn cũng không có sao? Vậy anh đừng làm đại ca nữa, để tôi làm đi, được không hả? Trương Cuồng, không phải ai cũng có thể lăn lộn giỏi giống như cậu vậy đâu. Có thể thương lượng một chút không? Được chứ, anh Bi đã mở miệng, ai dám không để mặt, đúng không? Thế này đi, anh Trương Cuồng, bài hát anh chọn kìa. Được rồi, đợi tôi hát bài này xong đã, rồi từ từ nói chuyện với anh. Đại ca hát kìa, mau vỗ tay đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cảm ơn. Cảm ơn. Đại ca hay lắm. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên. Cảnh sát. Đồ khốn, cậu báo cảnh sát à? Đương nhiên. Đêm hôm khuya khoắt, hai cả xã hội đen này lại xông vào làm phiền một công dân lương thiện như tôi đang ca hát. Tất nhiên tôi phải báo cảnh sát rồi. Sẽ bắt bọn họ đi. Anh em, cộng tay hai người này lại. Chân thưa sếp. Chuẩn đi, đứng lên. Cậu đợi rồi xem. Đi, đi đi. Tạm biệt anh Bi. Anh chính là Trương Cuồng. Anh là ai? Thanh tra cấp cao OCTV, Trương Thiếu Quân. Ở đây không có ai quen biết anh. Đi đi. Anh sẽ sớm quen biết tôi thôi. Được, anh còn đứng đây làm gì? Cút xong ngoài làm việc đi sếp à. Anh Trương Cuồng, anh thắng rồi. Sao mặt mày vẫn u ám thế? Thắng ư? Mày hiểu cái gì? Xót rượu.
Bày ra bộ dạng này làm gì? Anh Bi, lần này em hại anh rồi. Đã là anh em thì đừng nói mấy lời này. Nợ anh, kiếm sao em sẽ trả cho anh. A Tài, đứng yên. A Tài, đứng yên. A Tài, A Tài, A Tài, A Tài. Trương Cùng có thể lên chức nhanh như thế là bởi vì phía sau có người chỉ điểm trốn cho hắn. Khi nào cậu muốn đến giúp tôi thì hãy gọi cho tôi. Tôi chờ điện thoại của cậu. Nếu lát nữa bắt được người của anh Đại Bi, anh sẽ xử lý thế nào? Sếp, không phải anh đang nghi ngờ tôi sẽ thiên vị bọn họ chứ? Sếp, hành động được rồi. Anh nói sẽ không vì tình riêng với Đại Bi mà thiên vị. Nhưng giờ thì sao? Đàn em của anh ta mang hàng chạy thoát ngay trước mặt anh. Anh muốn tôi tin anh thế nào đây? Bây giờ ngay lập tức tăng ca. Không có lệnh của tôi thì không cho phép trở lại. Chân thưa sếp. Anh Bi, lần này em hại anh rồi. Nợ anh, kiếp sau em sẽ trả cho anh. A Tài, A Tài. Không nghiêm trọng đến vậy chứ? Phải, tôi quay về nghe được thì liền gọi cho anh. Bây giờ anh Đại Bi thế nào? Đang ở trong buồng giam. Hồ sơ đủ rồi sẽ kiện anh ta. Sếp Trần, bây giờ phải làm sao? Có thể làm sao chứ? Bây giờ anh Đại Bi bị bắt, sếp sẽ càng nghi ngờ tôi hơn. Nhưng cũng không thể trách sếp. Nhưng mà như vậy không đáng. Nếu anh có quan hệ gì với anh ta thì cũng thôi đi. Bây giờ đâu còn nữa. Tiểu An, không phải là sếp bảo cậu thử tôi đó chứ? Anh bị điên hả? Anh có biết tôi gọi cho anh như vậy mạo hiểm thế nào không? Hôm nay sếp mới nói không được để cho anh biết chuyện này. Vậy mà anh còn nghi ngờ tôi. Xin lỗi, là tôi đã nghĩ nhiều. Chúng ta là cùng một tổ, căn bản không nên nghi ngờ lẫn nhau như vậy. Tôi tin là sau khi sếp hiểu được anh sẽ không sao đâu. Ừ, mong là như vậy. Này, tôi không nói cho anh nữa, sẵn sổ nói sao, vậy nha. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Đi đến rồi. Cảm ơn sếp Trương. Thật ngại quá. Bác sếp phải đích thân đi tiếp đón. Còn gọi tôi là sếp Trương nữa. Cậu thật là đã nghỉ hưu mấy năm trời rồi. Giờ tôi chỉ là một người dân bình thường thôi. Cậu quen rồi. Có điều nói đi phải nói lại. Lúc nãy tôi nhận được điện thoại của cậu, tôi liền nghĩ Trần Phụng Tường là ai nhỉ? Tôi suy nghĩ cả buổi, chắc hết cả óc. Cuối cùng cũng nhớ ra là cậu. Đúng là lâu lắm rồi cậu không có tìm tôi. Sếp bận mà. Bận? Phải xem cậu có thành ý hay không. Bận cái gì chứ? Mỗi ngày tôi đều mở cửa đóng cửa, mở cửa đóng cửa. Chán chết được. Thật là vô trị. Có điều tôi nghe cậu Lương nói, bây giờ cậu không còn làm bằng giấy nữa, xa tiền tuyến rồi. Thế nào, chịu không nổi à? Không phải, mới bắt đầu chưa quen, bây giờ tốt nhiều rồi. Vậy thì đúng rồi, nhân tài như cậu thì không cần phải nói. Tất nhiên là phải làm ở tiền tuyến rồi. Nếu cậu thực sự muốn làm bằng giấy thì ban đầu đã không thi cho cảnh sát rồi, đúng không? Không vui à? Vậy mà sếp cũng nhìn ra được. Tôi làm cảnh sát lâu như vậy, có cặp quỷ nhãn đó. Có chuyện mà không nhìn ra, đã nhìn thấu từ lâu rồi.
Nói ra nghe xem. Không có. Sếp hiện giờ của tôi nghi ngờ tôi có quan hệ với xã hội đen. Là ai? Trương Thiếu Quân. Sếp quen anh ấy à? Biết nhưng không thân. Có điều tôi cảm thấy người này quá đa nghi. Nếu cậu ta không tin cậu thì cậu tiêu rồi. Hay là thế này, tôi bảo cậu Lương nói chuyện với cậu ta, bảo cậu ta chiếu cố cậu. Đừng mà, tôi với cậu ấy chỉ nói qua lại vài câu. Đừng kinh động lên sếp trên. Sau này làm sao mà sống yên được? Dĩ nhiên là vậy. Cậu muốn tôi làm thế nào? Cũng hết cách. Xem sếp có cẩm nang gì chạy cho tôi không? Thật là cẩm nang cái gì? Có điều người giống như cậu tôi cũng từng gặp không ít. Vừa mới ra trường cảnh sát đã làm nội gián, đi theo làm đàn em cho xã hội đen. Cậu phải giành được sự tín nhiệm của họ, thế là càng chuyển càng nhập tâm. Cuối cùng không cưỡng lại được cám dỗ, không quay đầu lại được. Những chuyện như thế này ở cục cảnh sát không có ai mà không biết. Những người khác không tin cậu không có gì kỳ lạ, bởi vì căn bản họ khác với cậu, không có những trải nghiệm của cậu, đúng chứ? Nhưng mà người khác có tin cậu hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là bản thân cậu có tin cậu hay không. Nếu cậu tin vào bản thân mình, có thể đứng ngẩng cao đầu, thì có sóng gió gì mà không vượt qua được. Đúng chứ? Đúng. Nào, cảm ơn sếp Trương. Làm thêm ly nữa đi. Không cần đâu, đủ rồi. Có điều thật sự phải cảm ơn sếp. Cảm ơn cái gì chứ? Phải trả tiền đó. Tôi mở cửa làm ăn mà. Không phải tôi. Ý của tôi là cảm ơn những lời sếp nói vừa nãy. Thoải mái đi, đùa với cậu thôi. Có điều cậu phải thường xuyên đến tìm tôi nhé. Chân sếp, được chứ? Cho cậu thẻ phí, giảm giá 20% được không? Không cần nhiều vậy đâu. Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây. Cảm ơn sếp. Được, cạn ly. Cạn ly. Tôi đi trước đây. Được, tôi tiễn cậu. Cảm ơn. Tạm biệt. Phùng Tường à, tin tưởng bản thân mình. Chân thưa sếp, cảm ơn sếp. Chào sếp. Sếp Trần, có làm mất thời gian của cậu không? Không có, tôi nói với vợ tôi sẽ chạy muộn một chút. Đầu của cậu không sao chứ? Chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, anh tìm tôi cấp như vậy có chuyện gì? Tôi muốn hỏi cậu chuyện của anh Đại Bi có tiến triển gì không? Vẫn chưa có. Có điều tôi nghe Hi Chấn nói, dù bán ma túy có lẽ sẽ không tìm được anh Đại Bi. Hiện giờ sẽ lấy tội cản trở thi hành công vụ để kiện anh ta. Chứng cứ rõ ràng, anh ta rất khó mà thoát thân. Vậy lúc lấy khẩu cung anh Đại Bi có nói cái gì không? Anh ta luôn nói không liên quan đến mình, bị người ta đổ oan. Bị người ta đổ oan? Ai đổ oan? Anh ta nói là Trương Cuồng. Chuyện này có liên quan đến Trương Cuồng sao? Hôm nay tôi về có xem hồ sơ báo án. Thì sao người hôm qua báo án là người của Trương Cuồng thông báo cho sếp đi bắt anh Đại Bi? Lúc chạy A Tài về cục cảnh sát, đột nhiên cậu ta điên lên, nhảy lầu mà chết. À, thì ra là vậy. Sếp Trần, anh đang nghĩ gì vậy? Tôi đang nghĩ chuyện này có khi nào là Trương Cuồng cố ý hãm hại anh Đại Bi không? Đúng rồi, tôi qua bảo cấp dưới đi tìm ma túy của A Tài, không phát hiện được gì không? Họ tìm được một gói ma túy lớn ở trong thùng rác gần trạm tàu điện ngầm Du Ma Địa, có lẽ là của A Tài. Bây giờ nó đang ở đâu? Ở phòng trực chứng. Tiểu An, cậu nói cậu có cách nào chờ phòng trực chứng không? Nếu mà để sếp biết được thì tôi tiêu đời đó. Đúng là rất nghiêm trọng. Hôm đó cậu nói suy nghĩ của sếp các cậu cộng thêm cách làm của tôi thì các cậu sẽ thoải mái hơn mà. Phải, tôi có nói như vậy. Bây giờ cơ hội đến rồi, có giúp hay không? Tôi sẽ không gạt cậu. Đồng nghiệp, tối nay thêm một người. Rõ. Tên là gì? Diệp Trí Thành. Số chứng minh thư Y61012. Đã gây ra chuyện gì? Sếp hỏi cậu đã làm gì? Làm người khác bị thương. Nói lớn lên, làm người khác bị thương. Chở qua bên kia đi. Nhìn gì mà nhìn, đi.
Vào đi. Cảm ơn. Không có gì. Tối qua có chạy hồ sơ, cậu vẫn chưa ký tên. Chạy à, tôi bù cho anh. Được. Này, anh Đại Bi. Ai vậy? Anh Trương Cường bảo tôi chuyển lời cho anh. Chuyển lời gì? Anh ấy bảo tôi nói cho anh, anh vào đây không có thời gian chăm sóc cho người nhà của mình. Anh ấy sẽ giúp anh chăm sóc họ. Anh không cần lo lắng. Thằng nhóc, đừng có anh nói bậy bạ. Còn nữa, nếu như muốn gặp người nhà của anh thì ngày mai trước khi trời sáng đến chỗ cũ tìm họ. Trương Cuồng, mày là thằng khốn. Ồn ào cái gì vậy? Không có gì đâu sếp. Tôi bị ngã thôi. Trương Cuồng. Phòng vật chứng. Sư tỷ, sao hôm nay muộn thế? Tiểu An, phải, hôm nay cho tôi trực ban. Anh cũng muộn vậy. Vừa mới làm xong việc, mới ăn khuya xong. Thấy cái này rất ngon nên mua về cho đồng nghiệp cùng ăn. Cô may mắn đó, có phần cho cô này. Như vậy thì ngại quá. Đồng nghiệp với nhau mà, đừng khách sáo. Đúng là ngon thật. Hay là thôi đi, nhiều sốt như vậy, tôi sợ sẽ làm bẩn đồng phục. Cũng đúng, làm bẩn đồng phục đúng là không được hay lắm. Hay là thế này, ra ngoài mà ăn, ăn cẩn thận một chút là không sao mà. Bây giờ tôi đang trực, nửa đêm nửa hôm, ai mà đến lấy triệu chứng chứ? Mà không phải lần trước cô nói muốn xem buổi nhạc hội của Trương Phi sao? Giờ tôi có cách, thật sao? Phải, sao mà từ từ rồi nói. Nghe nói Trương Phi sẽ tổ chức 10 buổi diễn, cô xem buổi nào? Buổi nào cũng xem. Buổi nào cũng xem. Cô có nhiều tiền vậy sao? Phải, tôi thích mà. Vậy mà tôi tưởng cô nghèo. Về buổi nhạc hồi lần trước của Leslie, cô có xem chưa? Có. Cô có xem sao? Tôi thích mà, anh cũng xem mà. Có chứ, cô xem buổi nào? Buổi cuối cùng. Tôi cũng vậy, cô ngồi ở đâu? Hàng đầu tiên. Tiểu An, sếp tìm cậu lâu lắm rồi. Cậu đang làm gì vậy? Nói chuyện thôi mà. Đi ngay đây, qua từ từ nha. Lần sau nói tiếp, tạm biệt. Được, cảm ơn nha, đừng khách sáo. Tìm cậu nãy giờ, thật sao? Đau bụng quá đi. Sao vậy? Đau quá. Bụng tôi đau quá sếp ơi. Đau quá. Đau chết đi được. Có phải muốn chở trò không? Tôi đau bụng.
Muốn đi nhà vệ sinh đúng không? Không phải. Tôi đau quá. Có thể là chim trục thượng. Làm phiền sếp đưa tôi đến bệnh viện. Ông đừng có giở trò. Nơi này là sở cảnh sát. Làm sao tôi dám giở trò? Tôi năn nỉ sếp. Đau quá. Thật là phiền phức. Tôi đi gọi xe cứu thương. Ông chờ chút. Cảm ơn sếp. Đau quá đi. Lợi hại quá anh đại điên. Màn kịch của anh xem chút nữa đến tôi cũng bị lừa. Thành lắm. Nó còn biết bây giờ tôi đi gặp Trương Cường. Nó không có gì tôi sẽ quay lại tính sổ với cậu. Sếp ơi, xe cứu thương đến chưa vậy? Đau quá. Đến chưa vậy? Đau chết đi được. Sắp đến rồi. Bệnh viện đang ở phía trước. Chịu thêm chút nữa đi. Anh làm gì vậy? Đừng động đậy. Chuyện gì vậy? Không liên quan đến mấy anh. Tôi sẽ không làm gì các anh. Lát nữa sau khi tôi đi, giúp tôi gọi cậu ta dậy. Làm phiền nhé. Anh bình tĩnh đi. Anh mới cần bình tĩnh đó. Alo, phạm nhân chạy rồi, mau tìm người giúp tôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Có phạm nhân bỏ trốn, bên này. Alo, alo, bà xã. Em chứ con không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Con nó đang ngủ. Anh đừng nghe người ta nói. Em được con bị bắt rồi. Không biết anh đang nói cái gì. Được, không sao thì tốt. Lúc nãy có người tên Trương cùng đến tìm em phải không? Anh nói người anh em của anh à. Đúng là cậu ta có đến. Đưa đồ chơi cho con xong là liền đi. Anh không sao chứ? Không sao. Còn nữa, bà xã, anh đang dội, phải đi một thời gian. Em nhớ trông coi nhà cửa và chăm sóc cho con, có biết không? Anh nói cái gì thế? Không có gì nữa, bà xã, anh đang dội. Biết rồi, cảm ơn anh một bác. Được, có chuyện mời anh đi uống trà. Chào anh. Sếp Trần, chuyện đó. Alo, bà xã. Phải, vẫn đang làm chuyện ở bên ngoài. Hôm nay muộn một chút mới về. Hay là em ngủ trước đi, được không? Ừ. Biết rồi. Anh hứa cho em sẽ không để bị thương nữa, được chưa? Ừ. Vậy em ngủ trước đi. Rồi, chào em. Sao thế? Chờ cậu giận à? Chắc chắn rồi, chưa mới bị thương. Đúng rồi, chiều nay anh gọi cho ai vậy? Người vừa rồi tên là Một Mắt. Trước đây anh ta chuyên bán thuốc cho bọn thanh niên. Sau đó bị cảnh sát truy quét, đi tù vài năm. Cho nên tôi hỏi anh ta có biết thứ đó là gì không? Hỏi được gì rồi? Anh ta nói thuốc ở phòng trực chứng là phenacetin. Là thuốc giảm đau. Bình thường dùng để pha loãng cocaine. Nghe nói cũng thuộc thuốc cắn. Nhưng rẻ hơn nhiều so với các loại thuốc lắc, heroin thông thường. Theo như anh nói, có thuốc của A Tài không phải là ma túy, nhưng mà là thuốc cấm. Chỉ là không nghiêm trọng bằng thôi. Nghĩ kỹ lại, thấy chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Đúng là rất kỳ lạ. Cho nên tôi cảm thấy là Trương Cuồng cố ý để A Tài và anh Đại Bi trúng kế, rồi lại để sếp đích thân bắt họ. Nhưng tôi chẳng không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Trời sắp sáng rồi. Tôi muốn trực tiếp đi tìm sếp. Có muốn đi cùng không? Tớ đi làm uống rồi. Cũng còn có mấy tiếng nữa đâu. Ăn sáng trước đã. Được. Ông chủ, làm phiền cho phần ăn sáng A. Tôi cũng A. Đã về chưa? Ăn xem xem. Ừ.
Này anh Trần. Sếp. Anh quay về làm gì? Tôi có phát hiện mới và anh đã đi, cho nên lập tức về nói với sếp. Nói đi. Tôi điều tra được có thuốc đó của A Tài, chúng không phải là ma túy, cho nên tôi nghi ngờ anh Đại Bi là bị người ta hãm hại. Là như vậy sao? Anh không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Không biết. Đại Bi chả chờ bị đau bụng trong buồng tạm giam. Trên đường đưa tới bệnh viện đã đánh một đồng nghiệp của chúng ta bị thương, sau đó bỏ chạy. Bây giờ anh ta là trọng phạm cấp 1, bị truy nã toàn Hồng Kông. Thanh tra Trần Phụng Tường. Trần thư sếp, bây giờ tôi ra lệnh cho anh, không được sự cho phép của tôi, không được rời khỏi căn phòng này. Còn nữa, cho điện thoại của anh ra đây. Không cần thiết như vậy chứ, đây là mệnh lệnh, cho ra đây. Không có gì nữa, tôi đi làm việc đây, sếp. Alo, nói đi. Trương Cường, Đại Bi, tôi đâu có đắc tội với cậu, sao cậu lại chơi tôi như vậy? Anh Bi, đường thả xa rồi à? Tôi không có nói nhiều với cậu. Nếu cậu lại tuyệt tình như vậy, tôi cũng sẽ không khách sáo. Tôi sẽ nói hết những chuyện xấu của cậu cho cảnh sát. Để lúc đó tất cả chết chung. Đừng chạy mà anh Đại Bi. Xin lỗi anh Bi. Anh người lớn rộng lượng. Tôi chỉ nhất thời đùa quá trớn, không ngờ lại chơi lớn như vậy. Cùng lắm chi phí để anh bỏ trốn, một mình Trương Cường tôi sẽ gánh hết cho anh. Được chưa? Anh Bi, anh tin tôi đi. Lần này tôi không chở tròn nữa đâu. Tôi cũng sợ chết mà, đúng không? Được. Tôi muốn 2 triệu. Được, không thành vấn đề. Anh Bi, anh mở miệng chắc chắn là được. Nhưng mà tôi còn chút thời gian đi ngân hàng rút tiền. Mất bao lâu? 12 giờ đi. 12 giờ nhất định lo xong. Được, gặp nhau bến tàu cửa cá chép. Được, có chuyện gì gọi số này cho tôi. Biết rồi anh Bi. Được, tạm biệt. Teddy à, Trân, tao cho mày thời gian một tiếng, tìm số này ra cho tao. Trân, em biết rồi đại ca. Alo, bộ giao thông. Tôi là lưu chứng bằng của tổ B11 của CTV. Có một vụ cần các anh giúp đỡ. Alo, sở nhập cảnh, chào anh. Tôi Hậu Hoàng của tổ B11 OCTV. Số chứng minh thư là N744331. Phải, làm phiền anh. Để tôi giúp cô. Chán người tầm trung. Cảm ơn anh Trần. Alo, lát nữa 12 giờ, anh Đại Bi sẽ bến tàu cửa cá chép. Alo, Hy Trấn, sếp, có chuyện gì? Không có gì. Cho một ly trà sữa. Được. Alo, anh Bi, anh ở đâu? Tôi không tìm thấy anh. Tôi đến rồi, cậu ở đâu? Anh đi thẳng là sẽ nhìn thấy tôi đó. Tôi thấy rồi, cậu chờ chút, tôi tới ngay. Lát nữa quay lại uống, cảm ơn. Okay.
Đại Bi, đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Là đi, không được chạy. Chạy nữa tôi sẽ nổ súng. Sếp Trương, tôi bị oan. Những lời này chữ là mà nói với quan tòa. Tòa án sẽ phán quyết. Điều bây giờ anh phải làm là theo tôi về đồn cảnh sát. Trương cùng gạt tôi, nói là bắt người nhà của tôi. Tôi không thể không chạy trốn. Tôi còn có vợ và con. Mười mấy năm nay tôi không còn ra ngoài lăn lộn nữa rồi. Sao tôi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế chứ? Cậu nghĩ thử đi. Tôi đến đâu cậu đều có thể tìm được tôi đúng không? Chứng tỏ có người hãm hại tôi. Tôi không quan tâm anh có nỗi khổ tâm gì. Anh đã phạm pháp thì chính là phạm pháp. Nếu anh ngoan ngoãn theo tôi về, đến lúc đó tôi sẽ giúp anh. Trương thiếu quân tôi đã nói thì nhất định sẽ giữ lời. Thế nào? Sếp Trương, tôi tin cậu. Bỏ hai tay lên đầu. Từ từ ngồi xuống. Chết tiệt, sao lại là anh ta? Em cũng không biết. Số điện thoại rõ ràng là anh ta mà. Trương Cù, thằng khốn kiếp, mày chơi ta. Anh đi, lợi hại quá. Vậy mà cũng nhận ra tôi. Nhưng giống như anh nói, đã chơi lớn thế rồi. Thì xem như số anh không tốt vậy. Anh Đại Bi, đủ rồi anh Trương Cường. Bắn thử thì sẽ gây sự chú ý đó. Lát nữa mày nhớ phải làm sao rồi chứ. Nhớ rồi à? Báo cảnh sát. Mau đi thôi đại ca. Không có sự cho phép của tôi, bất kỳ ai cũng không được vào. Thông báo người khác thay ca. Sếp Lương, tình hình thế nào rồi? Qua đây rồi nói. Đợi một lát. Sếp Lương, sếp Trương không sao chứ? Không có gì đáng ngại, đâu bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng phiền phức lớn rồi. Sao lại như vậy chứ? Chúng tôi nhận được có người báo án thì chạy đến hiện trường. Không biết tại sao mà sếp Trương lại hẹn gặp mặt Đại Bi ở đó. Mà kết quả cuối cùng chính là sếp Trương bị hôn mê, Đại Bi trúng đạn, chết ngay tại chỗ. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Phải, súng của cậu ấy quả thực đã bắn ra một phát. Nhưng có phải bắn trúng Đại Bi hay không thì phải đợi báo cáo có rồi mới biết được. Sếp Trương đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Nhưng bởi vì đầu bị đánh mạnh nên thần trí còn hơi hỗn loạn. Đợi phải tỉnh táo rồi mới có thể lấy khẩu cung được. Cậu Trần, sếp cùng cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Sao lại ra nông nổi này? Với tính tình của sếp Trương, chắc hẳn sẽ không đến mức gặp mặt riêng với Đại Bi. Tôi nghĩ tôi biết nguyên nhân là gì rồi. Chị Jenny, Tiểu A, tôi qua đó xem thử. Cô là... Đây là bạn gái của sếp Trương. Tôi họ Thẩm, anh có thể gọi tôi là Jenny. Chào cô, tôi là đồng nghiệp của sếp Trương, tôi họ Trần. Xin chào anh Trần. Xin chào. Sếp Trương không có gì đáng ngại. Tôi biết, mới nãy tôi có gọi điện đến cục cảnh sát, đã biết được tình hình. Cô là cảnh sát, chị Jenny làm ở CSD. À, người nhà cả. Tôi chào thăm anh ấy, sao anh chết giả rồi? Đừng nói như thế. Thiếu quân, em đến rồi à? Ừ. Thế nào? Có phải ngoài kia đồn đại sắp phóng đại không?
có phóng đại một chút. Đương nhiên rồi. Anh cũng đoán trước được. Lúc nãy sếp Lương nói cho anh, khi lấy khẩu cung bảo anh nói khéo một chút. Em biết con người anh mà. Anh nhất định sẽ nói thẳng. Em biết anh sẽ không làm như vậy. Thế nào? Đau không? Tất nhiên đau rồi. Em thực sự không hiểu. Anh là đội trưởng, sao lại một mình đi bắt tội phạm chứ? Là anh nôn nóng. Đúng rồi, mới nãy lúc em đi vào đã gặp anh Trần đó. Anh ta cũng đến à? Còn đến sớm hơn em. Chạy hai người đã nói chuyện gì? Không có gì, nó mấy câu thôi. Nhưng em cảm thấy anh ta không giống như anh nói. Không nói gì mà chỉ nói vài câu đã biết anh ta là người thế nào ư? Em làm nghề gì chứ? Các anh là cảnh sát, mỗi ngày gặp người tốt người xấu đều như nhau. Nhưng mỗi ngày người em gặp đều là tội phạm. Làm lâu như vậy tất nhiên sẽ biết ai tốt ai xấu. Em nghĩ bây giờ anh đừng nghĩ gì cả. Trước tiên giữ gìn sức khỏe cho tốt. Những chuyện khác sau này hãy xử lý. Được chứ? Có muốn gọi điện cho bố anh không? Không muốn làm phiền bố anh. Không phải anh sợ làm phiền bố anh, mà là anh không muốn để bố anh nhìn thấy bộ dạng của anh hiện giờ, đúng không? Chuyện của bố con anh em không hiểu đâu. Sao em không hiểu được? Thực ra trong lòng anh sợ mình không giỏi giang bằng bố anh. Anh luôn tạo áp lực cho bản thân. Người đau khổ vẫn là anh thôi. Em không hiểu tại sao phải so sánh. Hai người là bố con. Nào, gọi điện cho bố anh đi. Nói chuyện cho bố anh được không? Nói sao đi. Em không ép anh. Người ta nói không thù án thì không trở thành cha con. Trước đây em không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Được rồi, em đi rót nước cho anh. Sếp Trần, tại sao sếp lại một mình đi gặp anh Đại Bi? Tôi không biết. Nhưng tôi đoán có lẽ sếp đã nghe điện thoại của tôi, lại không muốn nói cho chúng ta biết, cho nên đi một mình. Hả? Đại Bi gọi điện cho anh. Anh Đại Bi mà tôi biết, cho dù thực sự đã cùng đường cũng sẽ không đi tìm cảnh sát. Tôi nghi ngờ có người muốn hãm hại tôi cho anh Đại Bi, nhưng lại nhầm lẫn, cuối cùng liên lụy đến sếp. Ý anh là chúng chỉ có người muốn xử anh, kết quả sếp chịu thay anh? Có lẽ là như vậy. Nhưng phải đợi sếp lấy khẩu cung xong mới biết rõ được. Thì bây giờ chúng ta có thể làm gì? Tôi hỏi cậu, nếu có một bậc cha chú như anh Đại Bi đột nhiên bị cảnh sát bắn chết, còn nó xem người khác sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định sẽ rất tức giận. Sau đó thì sao? Sau đó tôi thực sự không biết. Sau đó sẽ khiến các chị lão đại đã bị tâm biệt tích từ lâu toàn bộ sẽ xuất hiện lại. Ngoài mặt là xuất đầu lộ diện thì người đã chết, nhưng kỳ thực là vì lợi ích bản thân. Đến lúc đó không phải là ma quỷ nhảy múa loạn xạ sao? Anh nói xem anh sẽ là người đầu tiên đứng ra gây rối. Khó nói. Tôi nghĩ mấy ông chú đó đã mở cuộc họp rồi. Đại ca, đến giờ uống thuốc rồi. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi. Bạch đầu lão, anh thấy sao? Mọi người ngồi đây đều là anh em với Đại Bi mấy chục năm. Tính tình của Đại Bi mọi người đều hiểu rõ. Cậu ta làm việc không bao giờ quá đáng. Hơn nữa con của cậu ta còn nhỏ. Cậu ta làm việc lại càng khiêm tốn hơn. Lần này bị cảnh sát bắn chết, tôi cho rằng cảnh sát muốn hạ thấp mặt mũi của bọn hình chúng ta. Đúng thế, kể từ chuyện 8 năm trước, chúng ta đều đã rút lui khỏi giang hồ. Một phát tiền chiếc chết Đại Biên. Nhìn thấy kết cục của Đại Biên, tôi thực sự rất buồn. Từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng anh ấy. Thần gia, nếu chúng ta không làm gì thì sẽ tiếp tục bị ức hiếp. Đúng đó thần gia.
Mọi người đều đồng ý báo thù cho đại biên. Phải. Hai người các anh, ai bằng lòng chịu trách nhiệm việc này để tôi? Cho lão Trung, anh làm được sao? Tôi không được, lẽ nào anh làm được? Được hay không thì tôi không biết. Nhưng ít nhất tôi có đàn em giúp tôi làm gì. Anh có sao? Anh có không? Tôi không có thì sẽ đi nghi lãng hồn người của lão hổ. Có tiền là được. Cho lão Trung, có phải anh là đồ ngốc không? Những chuyện này là chuyện nhà, còn đi mượn người của người lạ. Và Hưng Thịnh còn mặt mũi nữa không? Thần gia, anh mà nói gì đi. Được rồi, được rồi. Hai người đừng ồn ào nữa. Cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi. Nghe tôi nói vài câu có được không hả? Đại Bi ở xã đoàn chúng ta mấy chục năm, không có công lao cũng từng góp sức. Lần này chúng ta ra mặt giúp Đại Bi là chuyện nên làm. Nhưng mấy người chúng ta đều già hết rồi. Bàn về quyết đoán hay thân thủ đều đã khác hẳn ngày xưa. Rất nhiều chuyện trong lòng muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ chúng ta ra đấu với cảnh sát, hai người không cảm thấy chúng ta không biết lượng sức mình sao? Thần gia, tôi có một đề nghị, anh nói đi. Bây giờ trong xã đoàn chúng ta vẫn có một người có thể cảm giác được chuyện này. Ai? Trương Cuồng. Trương Cuồng tên này rất phiền phức. Bạch đầu lão, chuyện phiền phức đương nhiên là tìm người phiền phức đi làm rồi. Vấn đề là Trương Cuồng bắt tội cho rất nhiều người. Cao lão Trung, đừng nghĩ lung tung. Là thế này thần gia, sáng sớm hôm nay Trương Cuồng đã gọi điện cho tôi. Cậu ta biết chuyện của Đại Bi, cảm thấy rất buồn. Lại thêm mấy năm nay cậu ta đắc tội rất nhiều người, lại không biết ăn nói. Biết xã đoàn có vấn đề, cậu ta muốn gì xã đoàn mà cống hiến một phần sức lực. Bạch đầu lão, anh thấy sao? Thần gia, anh nói sao thì nghe vậy. Anh xem lúc nào được thì chuẩn cậu ta đến gặp tôi. Tôi là bảo cậu ta đợi tôi ở ngay cổng. Cao lão, này này, đừng nghĩ lung tung. Thần gia, tha lỗi cho kẻ làm em này tự ý làm chủ. Tình hình xã đoàn bây giờ mọi người cũng biết rõ trong lòng. Muốn tìm một người có lòng lại có năng lực đánh giá được chuyện này, ngoài Trương Cuồng ra thì còn có ai đây? Đưa ngựa, dẫn Trương Cuồng vào đây. Chân thần gia. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Thần gia, anh Trung, anh Bạch Đầu, Trương Cuồng, ngồi đi. Trương Cuồng, tôi nghe nói cậu bằng lòng làm chức chuyện cho xã đoàn chúng tôi. Nhiều năm nay các chuyện ngồi đây đều là các bậc cha chú thì để dẫn đầu giới giang hồ mà đã trả giá rất nhiều. Thân là thế hệ sau, tôi rất muốn cống hiến một phần sức lực cho Hoàng Hưng Thịnh. Tốt, cậu định làm thế nào? Nói về tư cách gia chế, tôi quá nhỏ bé, tôi không dám đưa ra ý kiến. Cho nên thần gia, bất luận chú muốn tôi làm thế nào, Trương Cuồng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mà làm. Trương Cuồng, cậu đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Mấy năm nay cậu lăn lộn ở bên ngoài uy phong dữ dội, sao lại trở nên khiêm tốn thế hả? Có điều cậu chịu giả vờ trước mặt tôi, chứng tỏ cậu vẫn còn kính trọng mấy lão già chúng tôi. Được, hôm nay thần gia tôi hứa với cậu, cậu có thể lấy danh nghĩa của quả Hưng Thịnh đi làm gì. Còn hai người nữa, nếu Trương Cuồng cần giúp đỡ, hai người nhất định phải giúp. Dân, cần người đưa người. Dân, cần chủ khí đưa chủ khí. Cảm ơn thần gia. Trương Cuồng, cậu phải nhớ kỹ, phải làm cho nở mày nở mặt, từ đó không được khiến xã đoàn chúng ta mất mặt. Tôi biết rồi thần gia. Thần gia yên tâm, có nhiều người giúp cậu ta như thế nhất định sẽ làm tốt thôi. Không thì sao gọi là Trương Cuồng, gọi là chú Tiêu rồi. Trương Cuồng, lợi hại. Chỉ mấy câu thôi mà đã dỗ thần gia vui vẻ đến thế rồi. Cậu thật cừ, là chú giật dây giỏi thôi. Cậu cho tôi nhiều tiền như vậy,
Tôi chỉ nói mấy câu mà thôi, cớ sao lại không làm, đúng chứ? Anh còn nhớ anh nhận tiền của tôi sao? Mới nãy anh nói chú Tiêu là sao hả? Mắc cười lắm mà. Con người anh không có khiếu hài hước thì ngậm miệng lại đi. Nếu không thì tôi nhổ hết răng của anh đó. Có cần tôi đưa anh về không? Khỏi cần, tôi có xe. Về nhà ăn chuối đi. Anh Trương Cường, ở đây đợi tao. Chân.